Mua Android TV Box, camera giám sát, màn hình gaming tốt nhất, bảo hành dài hạn nhất, đến ngay smartnew.vn. Hello anh em nhá. Thì hôm nay mình có một chiếc loa Bluetooth kèm cả đèn LED music luôn này. Cái này thì dùng để còn làm đèn ngủ. Trước đây thì mình cũng đã review một cái đèn này như thế này rồi. Nhưng mà ở cái video mà mình chế đồng hồ RGB thì mình có tháo cái đèn LED này ra mình chế rồi. Hôm nay mình cũng order một cái về để mình gắn phòng ngủ các bạn ạ. Cái này thì cũng khá là hay. Có cả đèn LED mà giá tiền của nó thì rất là rẻ các bạn ạ. Giá chỉ 79.000 đồng ở trên Shopee thôi. Thì link mua cái này mình để trong phần mô tả nhá. Thì các bạn có thể vào đấy các bạn xem. Về cái đèn LED lần này mình order thì cái bản này nó to hơn các bạn này. Đó, cái bản diện này nó to hơn, bản ánh sáng ấy. Và công suất LED thì nó là 7W này. Công suất của loa là 3W. Tổng công suất toàn bộ nó sẽ là 12W. Và con này thì nó có thể điều khiển được màu và chỉnh màu luôn nhá. Cũng khá là hay. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra và test thử các bạn xem về cái loa Bluetooth kiêm đèn này nhá. Cũng không biết là đèn kiêm loa hay là loa kiêm đèn nữa. Cái này thì có chui đèn các bạn ạ. Mình nghĩ là đèn kiêm loa. Đó, đi kèm thì nó sẽ có một chiếc đèn như thế này. Ở đây sẽ có một cái con loa chỗ này các bạn này. Một cái điều khiển đi kèm nữa. Cái này điều khiển để các bạn chỉnh màu cũng như là chỉnh âm lượng của loa này, chuyển bài này. Rút cái này ra nhá. Về cái này thì mình thấy rất là phù hợp để các bạn gắn vào phòng ngủ này. Nhiều khi mà các bạn ngủ muốn chuyển cái đèn nào nó phù hợp ấy, ví dụ đèn màu đỏ hay là màu xanh, màu hồng, hoặc là trong cái phòng làm việc của bạn ấy. Mình thì hay sử dụng những cái bóng này để làm cái đèn nền quay các bạn ạ. Mấy cái đèn nền mà xanh, đỏ, tím, vàng các bạn hãy xem ở trong video ấy thì mình hay sử dụng những cái loại đèn như thế này. Thực ra là cái video hôm nay mình test cái đèn FT02 với con Nictur của Xiaomi cho bạn xem ấy, Nictur gì đấy. Nhưng mà tối qua mình ốm quá, là mình mệt quá, là mình ngủ quên con ạ. Không làm mà, không test được. Đèn thì phải test ban đêm mà. Đây thì hôm nay mình sẽ test cho bạn xem về cái đèn này luôn. Đó. Ở đây thì mình sẽ cắm điện 220 vào nhá. Ui, để mình chỉnh lại cái máy quay tí nhá. Nó lại bị ao nét mất rồi. Bây giờ mình sẽ test thử cái độ sáng, cái màu của nó cái đàn nhá. Để tí nữa mình sẽ test thử loa còn xem. Màu đỏ này, màu xanh này, tăng giảm độ sáng ở chỗ này các bạn này. Chỗ này nó sẽ là giảm này, ở đây sẽ tăng này. Đó. Bên đây là nó sẽ giảm xuống này. Về cái ánh sáng này thì nó không sáng mạnh đâu nhé các bạn. Nó chỉ sáng phù hợp cho các bạn để làm đèn ngủ thôi. Nếu mà đèn ngủ thì nó sáng khá là mạnh đấy. Đèn màu trắng này thì nó cũng tương đối là sáng đấy các bạn này. Đó. Các màu khác nhau này. Rất là nhiều màu nhé. Đó. Xanh này, tím này, vàng này, xanh nước biển này. Màu này là màu đỏ, màu đỏ hay màu tím nhỉ? Trong máy quay thì nó hơi thiên tím một xíu. Màu hồng các bạn ạ. Màu đỏ chỗ này. Ở bên đây là các cái chế độ sáng khác nhau này, như là sáng từ yếu lên mạnh này. Đó. Rồi là nó chuyển các màu khác nhau này. Ở nút store này thì nó là từ nhấp nháy các bạn ạ. Nó nhấp nháy chậm hơn một xíu. Còn ở cái nút flash này nó là nhấp nháy nhanh nhá. Đó. Flash này là nhấp nháy nhanh này. White thì là màu trắng rồi. Ở dưới smooth này thì nó là chuyển từ sáng mạnh sang sáng yếu các bạn ạ. À, đổi sang màu khác chứ. Đó. Nó sẽ đổi từ từ sang màu khác này. Đấy, sang màu đỏ này này. Đó. Đây, mình rất là thích cái màu tím này các bạn này. Mình thích cái màu này hơn này. Ở trong phòng có cái màu tím tím này khá là đẹp. Còn bình thường thì sẽ để nhấp nháy này chẳng hạn này. Hoặc là để flash nó nháy nhanh hơn một xíu này. Flash này thì hình như là nó nháy theo nhạc hay sao ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử nhạc quản xem nhé. Đây anh em nào mà cứ hay hỏi bài hát này, mình có một danh sách bài hát đây, các bạn chụp màn hình lại các bạn lưu nhá. Mình thì cái này tải trên YouTube Studio nhá. Nhiều bạn cũng hay hỏi nhạc mình test nên là mình cũng không biết cái tên bài đấy đâu. Nói chung là đây là những cái danh sách mà mình đã test thử này. Đây là nhạc không bản quyền nhá. Đó, thì các bạn có thể chụp màn hình lại các bạn tải về nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ test thử một bài nào đấy nhá. Để cho cái mic các bạn dễ nghe hơn này.
Ok, thì vừa rồi mình đã test nhạc của bạn xem ấy. Thì về cái loa của con này à, nó tương đối là to đấy con ạ. Nó chỉ 3W thôi, mình thấy à, nó to hơn con loa này này. Nó không hiểu sao con này hôm trước mình test thử thì nó lại nhỏ như vậy. Chắc là do con này là thiếu cái điều khiển để mình tăng cái tiếng lên này. Chứ con này nó lại thua cái con này nhá. Nhưng mà âm bát con này thì chắc chắn là thua con kia rồi. Bát con này thì gần như là không có rồi. Những cái con này gọi là các bạn à, dùng để nghe nhạc ở trong phòng thôi. Lâu lâu các bạn có thể nghe một bài gì đấy. Chủ yếu là cái đèn này các bạn này, đèn LED RGB này. Thì ở cái chế độ flash này thì nó sẽ nháy theo nhạc nhá. Còn mà chế độ mấy cái chế độ store này hay là mấy chế độ bên dưới này này thì nó chỉ mặc định thôi. Chỉ mỗi cái flash này là nó nháy theo nhạc này. Rồi để mình bung các bạn xem nhá. Để mình cày ra xem nào. Mấy con này thì nó cũng dễ mở thôi. Đó. Đây nha các bạn, bên trong nó có một con loa 3W này. Mạch của nó đây, đèn LED này. Cái giấy ngoài cùng này là giấy LED màu trắng nhá. Cũng khá là nhiều LED. Trong này thì nó sẽ tích hợp một cái mạch Bluetooth âm thanh luôn này, cũng như là mạch công suất luôn này và mạch điều khiển bóng LED RGB. Con này là LED RGB nhá các bạn. Đấy, toàn bộ LED RGB này. Chỗ này tầm 2 4 6 8 10 12 cái LED RGB nhá. Ở đây thì mạch nguồn này. Đó. Thì toàn bộ nó chỉ có như vậy thôi. À, nhưng mà cái ở cái con này thì lần này nó là không phải là cái nhôm các bạn ạ. Cái nhôm thì nó tản nhiệt hơn. Có vẻ như con này nó không nóng như con trước. Con này thì nó cái mạch này thì quản có thể cắt bỏ đi được này. Ví dụ như quản làm cái gì đấy thì quản có thể cắt bỏ đi, cắt những cái viền này này để quản lấy đèn quản làm. Rất là thoải mái luôn. Đó thì toàn bộ cái đèn LED này thì nó chỉ như vậy thôi. Mình cũng đã bung ra và test thử quản xem rồi. Thì cái này rất là rẻ tiền quản ạ. Mua về vừa có cả loa vừa có cả đèn này, rất là phù hợp để trong phòng ngủ nhá. Thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm này, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhá. Và muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những cái sản phẩm nào, các bạn cứ comment ở bên dưới video. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Review TV và kênh Minh Tế Đồng Hồ mình nhá. Kênh Review TV thì sắp tới mình sẽ hoạt động trở lại các bạn ạ. Mình đang cố gắng là chỉnh sửa kênh kia để mình hoạt động, mình review trở lại nhá. Ok, thì chào các bạn nhá.